Vi, em tỉnh rồi hả? Vi à, ba là người mà em yêu thương nhất, cũng giống như anh. Ngoại là người mà anh yêu thương nhất. Lúc mà anh biết anh hai hại chết ngoại, anh đã rất tức giận, đánh anh hai. Nhưng rồi sau đó khi anh bình tâm lại, anh đã nhớ lại những lời mà ngoại đã từng dạy trước đây. Tha thứ cho người khác cũng chính là tự cởi trói cho chính bản thân mình. Ba em là người bị hại vô tội. Nhưng mà em có từng nghĩ, trên con đường trả thù anh hai, em đã vô tình khiến cho nhiều người khác cũng trở thành người bị hại vô tội hay không? Như vậy không nên đâu em à. Cho dù bản thân Ngọc vốn là người gian ác sẵn, nhưng mà chính em cũng đã vô tình tạo đường cho kẻ gian ác đó, suýt nữa là hại chết bé Chính rồi. Và còn cả chuyện của Hải nữa. Đêm qua lúc anh nhảy xuống sông cứu anh hai, anh cũng là vừa vì anh hai mà cũng là vừa vì em. Anh không muốn sợi dây thù hận đó ngày càng siết chặt và giết chết em. Vì à, em hãy bình tâm lại rồi suy nghĩ kỹ như là anh nói nha. Em nghe anh nói nè, anh và cả dì Lại đều mong muốn em trở lại là Vi của ngày xưa. Nghe Vi, hãy nghe lời của anh đi Vi à. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.